第七十六天你被烧敏就的文瓜马蹄烧我没喝过你呢我没喝过你呢我没喝过你呢 Ủa mấy khưa của? nhìn á Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào a tứa chiều khảo. Ở đâu? Tại nả. Nhà mình chính là ở gần đây. 我家就在附近。học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书？cho mình số di động. 给我手机号码。có dùng Facebook hay không? dùng bùi dùng lẻ su. Sau khi về, dùng từ chủ để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. khuấy chủ ý Lên WeChat nói chuyện nhiều chút đi. Đua sang huy xin léo thiên bà. Để mình. Hùa lái. Con phải làm cô giáo của mình. Hãy ta của đời. Một chút việc nhỏ này. chuyện đến Thực đơn của quán chúng tôi. của mấy tiền đợt tan. Cho mình cà phê trà xanh đi.